Theo hãng thông tấn Iran IRNA, bà Mazumeh Erteka, phó tổng thống phụ trách vấn đề phụ nữ và gia đình của Iran, có dấu hiệu nhiễm virus corona chủng mới gây dịch COVID-19 và đã được xét nghiệm với kết quả dương tính. Lần cuối cùng phó tổng thống Erteka xuất hiện trước công chúng là khi bà ngồi gần tổng thống Iran Hassan Rouhani trong cuộc họp nội các ngày 26 tháng 2. Trong cuộc họp, tổng thống Rouhani tuyên bố Mỹ lợi dụng dịch COVID-19 để gieo rắc nỗi sợ hãi ở Iran. Trong ngày 26 tháng 2, Thứ trưởng Bộ Y tế Iran Irai Harachi đã tuyên bố trên mạng xã hội rằng ông nhiễm COVID-19, chỉ 24 giờ trước đó, ông còn họp báo để trấn an dư luận về mối đe dọa của virus corona chủng mới. Cùng ngày, ông Mojtaba Joner, chủ tịch Ủy ban An ninh và Đối ngoại của Quốc hội Iran, cho biết ông đã được chẩn đoán nhiễm virus corona chủng mới. Tình hình dịch COVID-19 tại Iran đang có diễn biến ngày càng phức tạp. Bộ Y tế Iran hôm nay 27 tháng 2 đưa tin số ca tử vong vì dịch COVID-19 do virus corona mới ở nước này tăng lên 26 và số ca nhiễm nhảy vọt lên 256. Phát ngôn viên Bộ Y tế Iran Kenneth Sahanpour đã xác nhận thông tin này và đồng thời kêu gọi người dân tránh những chuyến đi không cần thiết trong nước để phòng ngừa COVID-19. Ông Sahanpour cho biết thêm chính phủ đóng cửa các rạp chiếu phim và tạm thời cấm tổ chức các sự kiện văn hóa cũng như hội nghị thêm một tuần. Nhiều quốc gia đã tạm dừng các chuyến bay đến Iran sau khi một số hành khách đến từ Iran nhiễm virus corona được xác nhận ở Canada, Liban, các tiểu vương Quốc Ả Rập Thống Nhất, Afghanistan, Kuwait, Bahrain và Iraq. Chặt mấy ghe có máy đụng mới rồi đang cuốn. Xong là để được đẩy tàu ghe người ta lưu thông qua. Chuyện anh chăn lưới anh cản trở lưu thông anh phạm lực anh còn la nữa. Không giống như cái đường giờ giống như đây giờ đúng không? Giờ chạy rồi chạy đâu? Mà xong rồi đường thủy. Chán ba phi mà ngồi trên xuồng ba lá nhìn tiếu quá ha mọi người. Ồ, cá nó tính phóng bay mà. Ồ, đã quá. Wow. Nè, em nữa. Đây, nãy giờ quên giới thiệu với mọi người là đây là phong cảnh xung quanh nhà Triệu Hồ TV. Đây. Có rất nhiều cảnh vật. Liện em cá ở đây luôn ba Phi ơi. Hai con vô mẹ nó nhảy ra. Có hai con đâu nhảy ra được. Em ở đây cho mọi người thấy là cảnh đi bắt cá nó nhìn nó đẹp thế nào. Lôi cuốn hấp phẫn vẫn. Lưới tuốt ở đây luôn hả? Đây, mạo hiểm luôn, camera mạo hiểm chơi sát nước luôn. Người ta thăm không đặng thăm kia đi tới luôn.